Phút 89, Đoàn Văn Hậu được tung vào sân thay cho Seren Florianus và chơi ở vị trí sở trường là hậu vệ trái. Tuyển thủ Việt Nam có 4 phút góp mặt trên sân với điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiếc thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ của Roda JC ở phút bù giờ thứ hai trận này. Hirenvin đánh bại Roda JC với tỷ số 2 không để giành vé đi tiếp ở cúp quốc, quốc gia Hà Lan. Dù chỉ được vào sân ít phút nhưng đây cũng là sự động viên rất lớn với hậu vệ quê Thái Bình. Người hâm mộ trên sân AB Lens Stadion cũng dành cho anh sự cổ vũ nhiệt liệt sau khi vào sân kết thúc trận đấu, tuyển thủ Việt Nam cũng không quên cảm ơn, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc khó quên cùng fan hâm mộ. Nếu tiếp tục gây được ấn tượng với huấn luyện viên Sừng, hậu vệ 20 tuổi người Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào việc được sử dụng ở những trận đấu sắp tới của Hirenvin.